Chào mừng tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người một lô đất rất là đẹp tại khu dân cư Kiều Đàm. Nói đến khu dân cư Kiều Đàm là một khu dân cư rất là yên tĩnh, an ninh và được bảo vệ 24/7. Ở đây thì có những cái chốt bảo vệ là thường xuyên là có những cái dân quân tự vệ sẽ là đi tuần tra và kiểm tra những cái hoạt động của khu dân cư. Thì Phước Sửu đang đứng tại đường 20m của khu dân cư Kiều Đàm. Mặt trước của Phước Sửu đang đứng là một cái cầu Kiều Đàm dẫn từ khu dân cư Him Lam qua khu dân cư Kiều Đàm. Thì trong này thì Phước Sửu có rất là nhiều vị trí lô, nhưng hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người một lô đất rất là đẹp và nó rất là gần đường lớn. Thì theo chân Phước Sửu cùng với Ngọc Minh sẽ là chi tiết đầy đủ cho mọi người về vị trí lô đất này nhé. Vị trí mà lô đất Phước Sửu đang giới thiệu đến quý anh chị đó là một lô đất tại khu dân cư Kiều Đàm với diện tích 4.2 x 16. Lô đất thuộc hướng Tây, được xây dựng một trệt ba lầu sân thượng, và hướng của lô đất là hướng Tây và cách đường lớn tầm khoảng 150m. Đường trước nhà là 7m, xe hơi tránh nhau nha quý anh chị, và có vỉa hè mỗi bên 1m. Đặc biệt ở đây là thổ cư đã cấp là 100%. Và lô đất này thì có pháp lý sổ hồng riêng biệt luôn rồi. Mua bán thì công chứng sang tên ngay. Xung quanh lô đất thì rất là nhiều nhà xây dựng, cư dân ở đây thì cực kỳ đông đúc rồi. Thì chúng ta cùng tìm hiểu một chút về khu dân cư Kiều Đàm ha. Khu dân cư Kiều Đàm được biết đến là một khu dân cư có đường bàn cờ 7m và xe hơi ra vào tránh nhau thoải mái. Khu an ninh kín đáo và được khép kín, có bảo vệ 24/24. Khu dân cư Kiều Đàm còn là một cửa ngõ của rất là nhiều cái tiện ích, tiện lợi xung quanh. Đặc biệt của khu dân cư Kiều Đàm như quý anh chị thấy là có một cái bách hóa xanh nằm ngay mặt tiền đường chính 20m. Khu dân cư Kiều Đàm tập trung rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng, người mẫu chọn làm nơi an cư và lạc nghiệp. Khu dân cư Kiều Đàm có rất là nhiều tiện ích xung quanh, như quý anh chị điểm qua cho quý anh chị đó là chợ Tân Hưng nè, và nằm sát siêu thị Lotte Mart. Chỉ 1km là đến siêu thị Vivo City, cách trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Tài chính Marketing và trường quốc tế Vista khoảng chưa tới 500m. Và có một cái trường Vista quốc tế 123 nằm sát khu dân cư này luôn. Khu dân cư có một cái địa thế, vị trí long mạch cực kỳ là tốt luôn, được ví như là một cái con rồng của đầu điểm đầu quận 7. Khu dân cư Kiều Đàm là khu có đền Quan Thánh nè, và có một cái chùa Kiều Đàm ở giữa rất là đẹp. Đầu khu dân cư là đền Quan Thánh. Khu dân cư Kiều Đàm có hai mặt giáp sông sát với cầu Kênh Tẻ và cầu Him Lam, do đó rất là thuận lợi trong việc di chuyển qua lại giữa tất cả các quận như quận 1, quận 4, quận 8, Nhà Bè và Bình Chánh. Điều quan trọng hơn nữa là khu dân cư này kế cận tất cả những cái bệnh viện lớn và uy tín như Bệnh viện Tân Hưng, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Pháp Việt, Bệnh viện quận 7. Do đó không cần lo lắng về sức khỏe của mình. Ngoài những tiện ích nêu trên, khu dân cư Kiều Đàm còn có rất là nhiều cây xanh và có nhiều cái tiện ích tập thể dục và đi bộ, hít vào không khí trong lành vào buổi sáng. Có một cái bờ kênh trần xinh soạn và một cái dòng sông có cầu Kiều Đàm, nên nhiệt độ ở đây luôn được điều hòa và không khí thoáng mát. Đây còn là nơi phù hợp với việc định cư lâu dài và phát triển cho nhiều gia đình. Nếu bạn đang có nhu cầu thì lô đất mà Phước Sửu đang giới thiệu là lô đất rất là rẻ hơn so với giá thị trường, do gia chủ kẹt tiền cần bán gấp. Quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Quý anh chị có dự định mua đất, hãy đưa cái nhu cầu của anh chị cho đội ngũ chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm những sản phẩm cực kỳ ưu thích cho quý anh chị để chọn thành một nơi an cư lâu dài và định cư sinh lời. Quý anh chị cần chuyển nhượng lại những sản phẩm ở tất cả các quận trong cả nước thì quý anh chị cũng gửi thông tin cho Phước Sửu nhé. Chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.